Xin chào các anh chị và các bạn xem kênh của Hiền Toyota. Mình là Sơn ạ. Vâng, đây là một chiếc xe Ford EcoSport đời 2015. Odo là 120.000 km. Một chiếc xe còn khá là đẹp các chị bạn ạ. Vâng, xin mời các chị bạn xem chi tiết chiếc xe này nhé. Vâng, chiếc xe còn khá là đẹp các chị bạn nhé. Vâng, EcoSport đấy, đời 2015, xe này biển số tỉnh các bạn nhé. Một chiếc xe màu đỏ, nhỏ gọn, xinh xinh, phù hợp cho các bạn đưa đón con đi học đấy. Nhỏ nhỏ, xe biển số tỉnh. Xe này giá bán là 395 triệu các bạn nhé. 395 triệu. Giá này thì vẫn còn thương lượng đôi chút. Các chị các bạn có thể đến Hiền Toyota Bình Triệu, 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, coi xe, đi thử xe và thương lượng giá nhé. Vâng, mình đi vòng quanh xe một vòng để các chị bạn đánh giá chiếc xe này nhé. Xe này thì sơn zin nó còn khá liền lạc các bạn ạ. Nó còn tầm độ khoảng 2015, nhưng mà sơn nó cũng còn tầm độ khoảng đến 90% á, 80 mấy đến 90% là sơn zin. Vâng, màu đỏ rất đẹp, khá là đẹp các bạn ạ. Các chị các bạn xem kênh nhé, vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình về thông tin của chiếc xe này nhé. Vâng, một chiếc xe EcoSport 395 triệu các bạn nhé. Đây, chiếc xe EcoSport 7 năm tuổi rồi, 6 năm mấy, gần 7 năm tuổi rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất là chắc chắn, đẹp các bạn nhé. Vỏ thì Michelin này, khách đã thay vỏ mới năm 2019 rồi các bạn ạ. Còn rất là dày nhé. Đấy, chưa phải tính đến cái chuyện thay vỏ mới đâu. Đó, xe thì cũng đã dán phim cách nhiệt này, rồi che mưa rồi các bạn ạ. Xe này chìa khóa thông minh nhé các bạn nhé. Đấy, đây ốc cánh cửa đây các bạn này. Đó, đây bộ ghế da màu đen các bạn ạ. Đấy, 6 năm mấy, gần 7 năm tuổi rồi, nhưng mà đây này, ghế da đây các bạn này, nó chưa có là gọi là gãy cái gì mấy nhá, nó chỉ hơi nhăn một chút thôi, xíu thôi. Xe này có cửa sổ trời các bạn này. Đấy, có sân đốp này. Đây, màn hình đây. Màn hình đấy thì màn hình nhỏ nhỏ như này thôi các bạn ạ. Đấy, xe này có thể là thay màn hình Android được các bạn nhá. Đây, số tự động đây. Đó. Đây cái vô lăng đây các bạn này. Đấy. Còn rất là rõ thôi như các bạn nhá, nó không có bị mòn mấy. Dạ. Đó. Lắp đi cửa này các bạn này. Đó. Vẫn còn rất là khá là mới các bạn nhé. Đấy, keo chỉ thì vẫn còn nguyên zin. Đấy, không mất đi nào cả. Bên mình vẫn cam kết xe không cấn đụng, không ngập nước nhé các bạn nhé. Máy móc nguyên zin. Đấy. Đây. Lắp đi cửa đằng sau đây các bạn này. Mình quay chi tiết để các bạn có thể là nếu như mà coi xong bắt đầu là chốt cọc qua điện thoại cũng được các bạn ạ. Đấy. Đó. Cái này 1.5 thì rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Đấy. Xe này thì vẫn còn vay ngân hàng được 3 năm các bạn nhé. 2015 thì vẫn vay được 3 năm và vay được 60% xe. Đấy, khoảng đó các bạn ạ. Đó, đây, mở ra đây. Đợi đấy, chỗ cốp sau này để được khá nhiều đồ các bạn nhé. Đó. Đó, tắt đi cửa bên này này các bạn này. Nó không bị chảy trước thì nhiều mấy đâu các bạn nhé. Đấy, rất tuyệt vời. Vâng. Một chiếc xe Ford EcoSport thể thao đời 2015, đi được 120.000 km. Và giá bán là 395 triệu các bạn nhé. 395 triệu. Sáu năm mấy tuổi rồi, gần 7 năm tuổi rồi nhưng mà vẫn còn khá là đẹp các bạn nhé. Đấy, các chị bạn nếu mà thích thì đến coi xe nhé. Đây, mời các chị bạn xem cái khoang động cơ này. Đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh như này các bạn này. Đó, rất là gọn nhé các bạn nhé. Rất là gọn, máy 1.5 mà. Vâng. Đó, khung xương đây các bạn này. Đó. Máy vẫn nguyên zin các bạn nhé. Xương đây không mất một ly chỉ nào cả. Dạ, các chị bạn yên tâm nhé.
cơ thì còn khá là mới các bạn ạ, 6 năm mấy 7 năm tuổi rồi, nhưng mà nói chung là vẫn còn chạy tốt, vẫn ok các bạn nha. Dạ. Vâng, một chiếc xe Ford EcoSport đời 2015, chạy được 120.000 km. Giá bán là 395 triệu các bạn nhá. 395 triệu. Thế thì các bạn nào mà đang tìm cái dòng xe như thế này thì hãy đến showroom Hiền Toyota Bình Triệu, 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Hoặc là điện thoại cho mình ở những số điện thoại ở trên màn hình nhé. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào ạ.